dân người ta là cái dân cơ quan cũng phải thế này, nhưng còn dân thường cũng làm thế này chứ mấy. Thank you.
cái học mình đi vào cái chỗ còn trẻ mình cũng lại còn trẻ thì cái em lại không vào, không cứ bỏ đi cứ bỏ vào đây thì em bảo tôi không vào đây đâu. Thằng Nhạc lấy thì ai nó lấy. Thằng Duyên nó còn lấy đó, Duyên thấy vậy Duyên nhắn cái mặt xuống. Duyên nó là
là đăng ký tiền thuế tiền kè đăng ký 5 lần chứ không phải là 500 là xong hết đâu. Yeah, I don't know.